Hi, anh em. Anh quay nhỉ? Ồ, anh quay rồi. À, và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Cái con này, đám này. Hai con này và hai con kia mà hôm nay đi này. Hôm nay đi này. Cái tướng không phải là quá đẹp này. Nhưng mà chúng ta sẽ chơi xem có ra cái tướng gì không. Chơi được không nhỉ? Thôi. Và xin hẹn gặp anh em sau chuỗi thua nhé. Okay, bye bye. A few moments later. Hello anh em. Đây là mình sau chuỗi thua, mình đang khóa lại mấy bạn này cũng khá là uy tín nên là mình khóa lại. Rất nhiều đấu sĩ. Rất là nhiều đấu sĩ. Này mình có một cái giáp gai A này, mình đang cân nhắc là mình có thể đánh thú. Nếu được chúng ta sẽ có một trận thú anh em ơi. If it's not too much trouble. 79, 78, 80 à? Càng thế, mấy bạn này yếu thế. Đang kệ các bạn ấy thôi anh em ơi, chúng ta đánh để thắng luôn. Kệ các bạn ấy thôi. Thua bà là cũng bị tím rồi. Thắng mình không chắc không để được bạn 92 vàng rồi đâu. Bạn 92 vàng này khá là uy tín. Sợ sân quỷ đâu. Áo ám này, Noma này, mình lấy Noma này lại này, đấu sĩ này bỏ này được này. Hai thú, như vậy mình có một thương nhưng mà mình chưa có đồ ấy nên mình có khả năng mình vẫn đánh nó ấy. My honey bee. Cân nhắc anh em ơi, có một cái thương này nhưng mà suy nghĩ đã. Let me think about it. Bỏ cái xin luôn ấy. Bỏ cái A, mình xin được. Chết. Đúng vậy. Trận này thua cũng được không sao anh em ơi. Thua cũng uy tín. Công ty bục. Bắn. Có pháo thủ, có chí mạng. Công ty. Piu. He he anh em ơi. Hay đánh cung nhỉ? Hay hành thú nhỉ? Có quả... Quả sách thánh này cũng muốn đánh thú. Sách thánh cũng hơi muốn đánh thú anh em ơi. Nên không? Còn nên đánh thú không? Mình bố ông ta diễn nó phát này. Ôi Yên Viêu bắn ulti đau thế. Uầy, floor này xiên 3 hả anh em? Oh shit bro. Damn bro. Ở đấy xiên đúng điên luôn đấy. Một con Vera này. John không chơi tại mình trận này có sách thanh nhé. Săn quỷ bán thần à. Mà có hai con floor uy tín. Rồi không sao, một con floor đi. Floor này mình floor uy tín mà nhé. Bán thần cứ giữ lại nhé, một phòng. Săn quỷ cần lắm nhỉ. Hơi ít bán thần. Cho floor đi. Hơi ít bán thần anh em ơi. Thêm một con tướng nữa mình cho thêm con thợ săn quỷ kia vào thôi. Hai thú. How he's thinking about me every night. Oh, isn't it sweet? I guess so.
Uti. Ơ sao con chiêu chiêu búa đỏ à, đâu chiêu phi tiêu đỏ, con Van Heo nó không sát thương, nó không kiểu nó không tỏa ra nhỉ, đúng không? Bên này đỏ gây sát thương phép, đẹp gây sát thương phép cho địch trong phạm vi chứ. Mình chơi con Van Heo ở trên rank nó bắn nó lan lan mà. Mang con voi trâu thế, ăn cái gì đây? Bạn ăn cái gì đây con voi kia? Kiếm thú đi. Too bad X won't do it for you. Cảm giác này con Anduin sẽ ulti đẹp hơn. Ulti được, nếu ulti được. Ulti cho phát này mấy con này. Ok em ơi, chuỗi thắng giúp tôi chập chờn này. Sao cả, Queen chán à. Chán à anh em ơi. Em sách thánh sớm này, cái này chúng ta sẽ cố gắng làm nên chuyện gì đấy. Chrissy này. Now he's thinking about me every night. Oh, even the sweet, I guess so. So you can sleep, baby, I don't know. Does that me espresso? Even up down, left right, oh. Switching up like Nintendo. Nhiều con góc kia. Chú để cân nhắc để mình xếp xếp tướng như hợp lý nha anh em. Mình có hai con floor này sẽ xin được đôi này. Và có tìm một con floor để xin đôi chứ. I can relate. Cause I'm a singer. Oh, he looks so cute. Round my finger. My twisted humor. Nào, check phát nhé. Một phát thương giữa. Thổi xiên giữa. Đáy này lúc nào cũng có người này chơi góc đáy. Ở chuyên nhân đôi đam sao em trông hơi yếu. Kìa một con xuyên 20.000 đam, một con xuyên có 10.000 đam mà. À không, có đánh nhân đôi đam rồi, không sao. Chả hiểu nữa. I don't know. I don't know. Cho quan trọng hơn nhỉ. Cho lâu. Sắp này tiếp đi. Khỏe điên, khỏe điên. Chúng ta đã sắp hết chỗ rồi em ơi, chúng ta chắc là nốt mấy vòng nữa cầm máu rồi chúng ta sẽ bán hết nhà Noman, bán thần các thứ kia đi không. Bán Vera thôi.
Vera này mình cứ nó sinh ra để mình cứ mua vào bán ra anh em ơi. Không biết làm gì hơn. Mấy của thương cũng cay phết nhỉ. Ta nên chuyển sang góc bên kia không? Bên này có nhiều bạn không đấy được. Chuyển sang góc giữa đi. Thương đấy à? Chết rồi, mất bạn xiên đôi của mình rồi. Pion đi đẹp này. Mất quả xiên đôi của mình anh em ơi. Phê đốt vòng cho mình bán mấy bạn thần các thứ đi nhá. Cầm máu thế là ok rồi. Để dành chỗ cho các bạn khác nhé. Phờ lo 2 à. Chết dở anh em ơi bây giờ. À si ba. Ô, thương nhầm thôi, đây, ta ấn nhầm, má, pha đúng lỗi luôn mà, sợ flo thiên đôi này, thôi làm việc đi flo, làm gì đi flo, má quả đấy mình nhầm thật, nhỏ sang trầm trọt đấy. Ok, bán thần các thứ đi nhá, bye bye. Các em đã cống hiến rất là hiệu quả. Now it's time for you to go. Bye bye. Maybe you. Do you wanna keep? Do you wanna stay? I wish you could stay. Okay. Sounds good anh em. Sounds good. Chúng ta có cần một con ấy không nhỉ? Chúng ta có cần một con PC 2 không nhỉ? Không cần đâu nhỉ. Floor chắc cũng bắt bỏ được rồi. Mình 8 tướng mà mình sẽ chơi là một PC 1. Không, con Floor giữ lại được. 6 thú à? 4 thú thôi nhé. L2. Chuẩn rồi mong nhỉ? Chuẩn rồi. Bạn đùm bà đi mua lại cũng được em. Đã không cần bạn đùm lắm. Trong quả ấy thế thôi nhưng mà con Floor 2 đấy vẫn gánh được bán tiếp. Anh em ơi, con này chỉ để bán thôi. Con này mua về chỉ để bán đi thôi. Tại lên Vera 3 cũng ok nhưng mà chủ anh cứ từ từ roll nó cũng lên được ấy. Trận này chả ai đánh Vera luôn này. Mình cái thú kia đánh thánh đồ rồi. Tranh nhau yon này em ơi. Trận này mình có sách thánh mình đánh được teo mà. Thôi, đừng Silica với chúng tôi nữa nhá. Một trận Silica là cũng đủ rồi. Còn nhiều á. Mà lúc này đi bộ lên. Ừ nó đi bộ được lên ấy. Thì chúng ta cho mắt lúc ở giữa không nhỉ? Có mắt lúc ở giữa có mỗi cái choi cũng không yên tâm lắm nhỉ.
Yon kia làm việc tốt thế. Mà Yon kia làm việc đúng tốt luôn kìa anh em ơi. Mà con Yon kia làm việc tốt quá. Gì nó còn đồ chuẩn quá. Chịu đấy. Đúng chịu luôn đấy. Có nhiều mà nhỉ. Oh, Eco lên nhé anh em ơi, đến giờ Eco rồi. Đợi Eco một chút rồi. Chủ nhân cùng chiến này bỏ là rồi này. Eco một chút nhé, chúng ta sẽ để con này ở đây đi, thì con Malok đi bộ lên giữa là vừa, sẽ đứng 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 góc giữa này luôn. Khá là uy tín. Có nhiều sát thủ không để mình chơi không nhỉ? Thương bắt đáy à? Ghét ghê, các bạn ấy chơi kiểu ghét ghê. Đánh đẹp, bắt được con quy nữa anh em ơi. Má con tèo mình đã ăn choáng, chán không. Con tị. Má con Yon này. Thật đấy. Floor chắc sắp bỏ rồi nhỉ anh em nhỉ. Bỏ thôi. Bắt đấy. Bắt đáy được rồi. À, bắt con quy mày hết. Còn con quy. Mà lốc đi lên pha. Không đi lên được. Không nhảy được luôn eo ơi. Má con Yon này khó chịu thật đấy anh em ơi. Ê mà nhà nào cũng chơi Yon sao ấy. Nhiều nhà Yon cực. Nãy giờ gặp 3-4 trận Yon rồi. Chơi phết nhỉ, hay để Malok nhảy xuống đáy nhỉ. À, 3-4 nhà anh Yon là mỗi bao nhiêu? 7 con Yon tồn tại trên bản đồ mà. Có nhiều đâu, phải nhiều nhận gì đâu. 7 con Yon, đỡ. What the hell bro. Malok này không chơi được game luôn mà. Này, trận giờ bắt được con Quy này. Còn mỗi hai con Nakot à? Nakot này cũng không phải Nakot quá là đáng sợ. Nhưng ta bắt bắt lên trên đi, nó không bắt đáy nữa đi. Nó bắt đáy tiếp này. Thêm bí đồ cho Greg này. Này đi. Chơi được anh em ơi, chơi được. À, lại ăn choáng con Yon rồi, con Yon có chịu quá. Cách nào à? Chịu anh em ơi, cứ gặp mình gặp từ nãy giờ chỉ gặp đúng hai nhà cầm Yon luôn mà. Mà lúc mình không có làm gì luôn mà. À, mấy cái bạn này.
Ôi. Thế nữa. Dở thật đấy nhỉ. Chủ gặp một hai lần thôi còn được chứ. Tiếp tục ạ. Quỳ xuống đây. Quỳ này mày là bực. Điền đánh vào cả ba Doom 2 kia. Chị hợp ghê. Từ nãy giờ toàn gặp Yon mà anh em chạy nào cũng gặp Yon. Yon, Yon, Yon khắp nơi. Mua thêm một con anh em. Thêm đi rác. Chết trời, mua đi rác à. Giờ phết anh em ơi, giờ phết. Con cát chết luôn kìa anh em ơi, tôi chịu rồi. Chúng tôi đánh bó tay chấm chấm score mà anh em ơi. Bó tay luôn mà gặp nhiều Yon quá. Chết mèo không gặp Yon, what the fuck. Chơi game nữa. Đắp đúng hai gạt Yon này, hai Yon này lên top rồi mà. Điên thật. Để cho Malok sang cánh rồi cho quét đường giữa có cứu được không nhỉ? Bất lực phai.